Xin chào các bạn đã quay trở lại với đại gia đình Vivi Bắp cùng với những bé Bắp thương yêu. Ngày hôm nay thì Bắp đang quay bằng cái GoPro 8. Hôm nay cả gia đình của Bắp cùng với nhau đi ra biển chơi. Đi ra một cái chỗ này gọi là khi mà nó vừa là biển mà vừa là khu vui chơi nữa các bạn. Mình đi ra bên ngoài đó và hôm nay thì sẵn Bắp sẽ đem cái máy mới này để quay thử coi nó như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì Bắp vẫn chưa có cái mic để mà gắn vô, vẫn còn đang đợi người ta ship về. Cho nên hiện tại là vẫn còn đang thu bằng cái mic trực tiếp ở trong cái GoPro 8 luôn. Hy vọng là âm thanh rõ, các bạn có thể nghe rõ. Với lại Bắp nghĩ là đi ra ngoài biển thì không biết có gió thì nó có lọc âm thanh hay không thì Bắp không biết. Nhưng mà hên xui may rủi nha các bạn. Có gì nếu mà âm thanh không rõ thì Bắp sẽ để chữ vô cho các bạn đọc. Rồi bây giờ thì đang đợi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng với nhau đi ra biển. Được thả ra là mọi người bắt đầu là kéo nhau ung đi ra bên ngoài chơi. Đây, hôm nay là đi quay chỉ có cầm như vậy thôi nè các bạn. Chỉ có như vậy thôi, chưa có đồ nghề gì về hết, phải có cái mic gắn vào trong đây nữa. Nhưng mà hôm nay mình cứ quay như vậy đi, thử máy trước đi ha, sẵn đi ra biển. Quay khung cảnh, quay vlog luôn. Đây, Bắp đang lấy cái điện thoại để quay cái GoPro. Rồi một hồi nữa sẽ lấy cái GoPro quay lại. Đây là khịa, đây là ông kệ. Đây là ba của Bắp. Xe chia ra làm hai xe đi các bạn à. Đi một xe không đủ tại vì tới mấy người lần ta phải không? Hình như là Tina đang chạy tới kìa. Xa quá không thấy. Đó, đó có chiếc xe đang chạy tới đó các bạn. Hình như là Tina á. Mở cửa kêu Tina. Người luôn á các bạn, cho nên phải chia ra làm hai xe đi, mỗi xe đi 4 người. Hồi nãy lại bấm máy lên nói xong rồi mới phát hiện ra là mình chỉnh một cái chế độ khác và không muốn quay được. Các bạn nhìn ông kẹ kìa. Đây đây, tới rồi. Có đeo khẩu trang nhưng mà mình đi bên chùm của mình thôi. Đi biển ai ai ra. Nếu mà mình thấy ai cái mình biển. Làm vlog không kìa? Ông kìa vlog. Thật ra là cái này nó không có cái màn hình xoay ngược lại để cho Bắp nhìn coi là có quay được Bắp hay không. Cho nên Bắp cứ quay đại thôi các bạn, chả biết là mặt của Bắp có vô khung hình hay không nữa. Đến coi cho. Đó, ở đằng kia kìa. Đó, cái đó đó. Cái đó đó. Là cái tàu lượn siêu tốc. Bằng gỗ. Nó bằng gỗ, nhìn nó ghê lắm. Nhìn là sợ rồi, không muốn đi vậy đó. Đây là bà Bắp mẹ. Đây là bóc mẹ đẹp. Đây là ba. Cả gia đình hôm nay đi chơi. Gia đình hai lúa. Gia đình tôi. Đây là Tina, lâu rồi các bạn không được gặp Tina. Đây là Tina. Bạn khỉ thì các bạn phải gặp rồi. Bạn khỉ thì nhìn trai mặt rồi. Còn một bạn nữa là đây. Nó. Bạn Vương. Đây. Đây là bạn Vương. Và đây là bà kẹ. Chúng ta bây giờ sẽ đi vào đây. Mình đi qua bên kia cho nó mát ha, bóng nó đổ bên kia cho nó mát. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo. Vừa mới đi ngang qua cái đường ray xe lửa. Bình thường á là ở chỗ này rất là đông người vui chơi, tại vì khu vui chơi mà. Nhưng mà bây giờ khu vui chơi đóng cửa hết rồi. Ôi nhưng mà nhà hàng còn mở cửa kìa. Rất vui, ngày hôm nay mọi người cũng được thả ra bên ngoài. Thấy sao Trang, tiệt không? Nắng quá hả? Có tàu kìa. 1, 2, 3. Người ta đi tàu kìa. Nắng quá các bạn à. Nắng thật là nắng. Có một số nhà hàng vẫn mở cửa trong đây. Chỉ là khu vui chơi đóng cửa thôi. Cho nên một hồi nữa chúng ta sẽ kiếm nhà hàng chúng ta ăn. Ôi nắng quá mà không có sức kem chống nắng à. Lát nữa đi qua một tiệm Boba Gum. Là một cái tiệm. À đây, trước cửa nè. Tiệm này nè các bạn. Tại vì ở trong đây nó có một cái món mà Bắp và Tina cực kỳ thích luôn. Đó là coconut shrimp, là tôm mà nó nhúng vào trong dừa. Sau đó nó chiên giòn lên, ăn rất là ngon. Một hồi nữa mình sẽ vô trong đây. Ủa, tới đây mát rồi nè. Nãy giờ đi ngoài nắng. Ủa, vlog không kẻ. Đi theo khiệm kẻ. Ui, ở đây mát quá các bạn ơi. Ở trên kia là người ta đang ăn uống.
Ủa vậy? Ủa mình đi ra khỏi nhà xong rồi mình tới đây mình đứng đây vậy thôi hả? Đi đổi gió. Một đội hình đi ra đây hít mùi biển, hít hơi biển, xong đi về. Đi về dạy ngố. Nhiều ghê, các bạn người ta đi thuyền nhiều ghê luôn á, mà không biết là thuyền người ta mướn ở bên kia đi, kiểu như là đóng tiền để được đi á, hay là thuyền người ta đem theo. Vui chưa? Mọi người bắt đầu được đi ra ngoài á. Hồi đợt sinh nhật của Tina là đi tới cái quán mua bà gum ở trên đây nè. Hôm bữa anh sinh nhật Tina ăn thấy quán này không? Dạ đúng rồi, quán này nè. Hồi nãy không đem theo cây dù ha, bắp có cây dù của Trang màu đỏ. đem theo cây dù đó cũng mát. Nước nó sập sình nè các bạn. Nè ở trong đây là những cái trụ gỗ. Đó. Nước nó cứ đánh sóng dạt dào vậy đó. Ở đây là quán gì không biết, hình như là cũng mở cửa, thấy có người bán. Giống như là mình đang đi dạo cái tình hình kinh tế nước Mỹ như thế nào. À, các bạn gọi là gì, giãn cách xã hội đúng không? Là đã nơi nơi ra rồi cho nên nhiều người đi ra ngoài. Hello. Seeing monsters at your window. No you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Ui, hình như là có mùi nướng, có mùi đồ nướng. Ở đây có một món đùi gà nướng rất là ngon mà không biết là hôm nay có bán hay không. Till our last breath, every heartbeat. You know I'll come running. You go to war. Không vô được. Ở vô đường này. Thì sinh nhật một hồi nữa có ai nè, dễ thương à. Mọi người treo giá hết rồi. Hồi nãy giờ ông kệ cầm điện thoại sao ông kệ? Đi mà không thấy quay. Không có máy quay. Cứ cầm vậy nè, cầm mỗi tay. Đi đi vô đường á, nhìn nó quay. Bắp đã quên điện thoại ngoài xe các bạn ơi, bây giờ đi ra ngoài xe lấy điện thoại. À, cái điện thoại chuyên gia để ở ngoài xe luôn á. Đi ra xe lấy điện thoại, đi ra xe lấy điện thoại chứ nó. Ủa điện thoại mình để đâu ta? Hoang mang quá, hoang mang y. Hồi nãy có lấy điện thoại để chỉ đường. Bây giờ không biết cái điện thoại nó nằm ở đâu hết. Đi kiếm điện thoại, đi kiếm điện thoại. Cái chỗ mình đậu xe đằng đây, cũng may là hôm nay vắng cho nên cái chỗ đậu xe của mình gần, có thể đi kiếm cái điện thoại nhanh. Đây. Ôi hình như là lộn cổng rồi. Mình đang qua đậu xe cổng này. Oh no. Đi lộn cổng rồi. Đi kiếm cái chỗ xe mình đậu để lấy điện thoại. Ở bên kia. Mình đậu tới bên kia kìa. Mình đậu tới bên đó. Mình phải đi qua đó. Tới rồi. Đi ra coi cái điện thoại nó nằm ở đâu, bực bội quá. Tại sao lại bỏ qua điện thoại chứ. Tới xe rồi. Trời đất ơi là trời ơi, chuyên gia luôn á các bạn à. Để điện thoại ở ngoài xe. Cái điện thoại nó nóng hổi luôn rồi. Bây giờ quay ngược lại vô trong. Cái đầu heo. Đáng lẽ là không có biết là để điện thoại ở ngoài xe đâu. Mà tại hồi nãy bắt tính lấy điện thoại để chụp hình cho ba với mẹ. Cái nó ủa điện thoại mình nó mất tiêu rồi. Mới sực nhớ ra là để ở ngoài xe và chạy ra xe lấy điện thoại. Hú hồn. Sợ á là người ta sẽ đọc kiến xe mà lấy điện thoại á các bạn. À, giống như là có nhiều người bị đập kính xe lấy đồ á.
mà mình để cái điện thoại trống trơn cho kiểu như là lộ thiên như vậy á, mà ai có ý xấu thì người ta sẽ đập điện thoại mình để lấy xe. Như vậy suốt rồi. Thôi kệ, đi lại đằng kia đi, đi lại với mọi người, đông đủ mọi người á. Rồi mình sẽ cột dây giày lại. Dây giày cũng ngắn mà mình sẽ không có tự đạp dây giày đâu. Hồi nãy á, bác nghe mùi đúng rồi. Cái mùi thơm đó là mùi của turkey leg, là đùi gà. Cái đùi gà mà nó bự như đùi heo vậy đó các bạn. Nó nướng lên, thơm ơi là thơm luôn. Dạng như là nướng không khói á. Để lại mua cho mọi người ăn. Hỏi mọi người, mấy người ăn. Để mình mua mấy cái đùi gà ăn. Mệt chết đi được, hồi nãy giờ chạy. Bây giờ chạy hết nổi rồi. Chỗ này nè các bạn, đó người ta đang nướng ở trọng á. Đi ngày hôm nay xong về nhà đen thui luôn, đen như mọi luôn. Thế nè, có bán đùi gà ăn không? Bây giờ mình sẽ đi mua đùi gà. Đi mốt, khi nào 21 tuổi thì nào mua uống mật thì sao? Tiên là sắp rồi, còn có mấy ngày nữa, 13 ngày nữa. 13 ngày nữa là Tiên là tròn 21 tuổi. Và 21 tuổi là Tiên là sẽ đủ tuổi hợp pháp để uống bia, uống thì rượu. 13 ngày nữa 9 giờ sáng. Đúng 13 ngày là được, không có cần đến 9 giờ sáng đâu. Tới đúng sinh nhật của Tiên là Bắp sẽ dẫn Tiên là đi uống rượu. Bắp lố tuổi uống rượu rồi các bạn. Đây chính là người luôn dẫn chúng ta đi ăn. Thực ra tên là Bắp. Luôn dẫn chúng ta đi ăn. Luôn dẫn chúng ta đi uống trà sữa. Nghe các bạn. Luôn dẫn chúng ta đi uống trà sữa cho các bạn. Bắp có một cái thẻ in hình của Bắp. In hình của Bắp tự luyến cái mức độ đó các bạn. Nóng quá. Nóng quá các bạn ơi, mà mình thích đen. Đi theo lên. Ha ha. Bây giờ mình sẽ ăn cái này, xong rồi mình đi mua bao bò cơm, đi mua cái đùi gà này cho hai đứa nhỏ ăn thử thôi. Chứ Bắp giờ Tiên nè đã ăn rồi, cho Nhí với Khịa ăn thử với chị cho ông Nhí với Khịa. Ôi quên, Nhí với Khịa là một đó các bạn. Mư với Khịa. Yes, what can I get for you? Cái GoPro này cực kỳ nhanh hết pin luôn, quay hồi nãy giờ khoảng một tiếng. Rồi còn có 37% à. One Statue of Liberty. What else? Anything else? There's sauce on the side, barbecue, culinary kit, whatever you need. Hang on. Cái đó thì 2 đồng á. Wow. Since you guys are one of my only guests today, you're going to have that one on me. Thank you. All right, so now you don't have to share one. Thank you so much. No problem, you all have a good day, yes. One turkey leg for you. Là mình là một người khách cộng hôm nay rồi đó mấy chị. Hôm nay mình muốn một được tặng một luôn. Oh my god. Honey, ổng nói là hôm nay mình là người đầu tiên mua cái gà này cho nên ổng cho mình á. Nhưng mà không phải đâu, tại vì Tiên nè với Út đẹp quá cho nên cho. Tiên nè với Bắp đẹp quá ổng cho. Thì chiều giọng mấy éo quá, mọi người tới mua không mừng ổng tặng Út. Không phải đâu, ổng thấy đi tám người. Ổng thấy người ổng mừng quá. Ổng thấy đi tám người mua có một cái đùi gà. Ổng thấy tội không chứ. Tại vì sợ ăn không hết các bạn. Hồi nãy Bắp tính mua hai cái Tiên nè, tại vì một hồi mình tính mình đi nhà hàng mình ăn. Cho nên Tiên nè nói là thôi mua một cái thôi. Chứ không, hồi nãy mình mua hai cái mình được tặng thêm cái nữa là mình được ba cái. Một cái thì tặng cái, một cái ông tròn cái. Sao vậy? Ông tại chiều dỗ mới quá, ông tròn cái chết hẹn gì nè. Ăn chung, cặp chung vậy thôi. Thơm mà. Nhớ cái đó đẹp con không? Mỹ là nó cầm nguyên cái đùi gà vậy nó ăn thôi á các bạn. Là Mỹ bây giờ mới được đi nổi gió biển. Từ hồi qua Mỹ tới giờ ông kẹo bị nhốt ở trong nhà. Hôm nay đi giải ngấu. Cục bên đây khô hơn cục bên kia nè. Cái đùi bên đây khô hơn nè. Đúng không? Đúng rồi. Ăn đi, ăn đi. Ông là cảnh con chim nó cười vậy, mới cười luôn, mới cười. Còn 27% pin, quay liên tục. Hồi nãy cho tới bây giờ chắc tầm khoảng cỡ 40-45 phút cũng mau hết pin. Bác có đem theo cục sạc dự phòng. Xong, vừa mới đi nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Nhưng mà giờ tay vẫn còn nghe mùi khói các bạn. Bác vừa mới thay pin và thay thẻ nhớ. Đầy pin, đầy thẻ nhớ, chúng ta có thể tiếp tục quay. Sẵn hôm nay mình sẽ đi kiểm tra, đi test camera xem thử xem cái độ chịu đựng của cục pin nó như thế nào. Té ra cục pin nó rất là ổn hết pin, cho nên về nhà Bắp sẽ phải mua thêm pin. Chứ một lần mà đi ra ngoài xài hai cục chắc không đủ các bạn. Cái này mình mới đi chơi xương xương một chút thôi. Có nhiều khi mình sẽ có những chuyến đi chơi sau này mình sẽ đi xa và mình sẽ quay nhiều hơn. Hôm nay sẽ dẫn cả nhà đi ăn bữa bò cơm. Ở trong đây thực sự ra là chả có món gì ngon hết, ngoại trừ cái món hồi nãy Bắp nói với các bạn á, là tôm chiên với lại ủa nó có mở cửa không ta? Là tôm chiên với lại cái gì đó, dừa.
cơm dừa các bạn, ngọt ngọt, ngon lắm. Chỉ có món đó là ngon nhất thôi, còn mấy món còn lại cũng bình thường. Nó khá là ngán á, bởi vì là đồ Mỹ mà. Thịt rồi cá rồi tùm lum la hết á. Cái này á là cái đường xe lửa. Còn ngày thường thì sẽ có xe lửa chạy, xe lửa mà nhỏ nhỏ chạy chở chúng ta đi chơi, nhưng mà ngày hôm nay là đóng cửa. Nước đẹp chưa? Nước trong ghê chưa nè? Ủa, nước màu xanh. Mới vô tiệm đồ ăn mà tưởng nó tiệm bán đồ quần áo tạp hóa đó các bạn. Người ta nói là hiện tại là mình không có được, mặc dù là đi cả gia đình, nhưng mà chúng ta phải ngồi một bàn chỉ được 4 người thôi. Và hai bàn đó phải cách xa với nhau. Mình ngồi kế bên được không? Phải 6 feet. Phải cách xa 6 feet. Hai bàn của mình phải cách xa nhau 6 feet, tầm 2 thước đó các bạn. Người đầu xong, người cuối xong. Không mấy người bàn luôn. Bây giờ là người ở đầu xong, người ở cuối xong. Hơi kia giống như là đi học mà nghe nói bây giờ ở Việt Nam đi học á. Là vậy đó. Bắt ngồi giống vậy á, rồi làm sao mà mình hỏi bài. Được. Quay có thêm đồ. Có ngày nữa lớp học buổi chiều, nữa lớp học buổi sáng luôn á. Cảm thấy khá là một vấn đề nan giải. Đột nhập qua bên đây coi mọi người có cái gì. Ly của Bơ Dễ Thương chứ nè. Cái này của Thương nè. Đó. Đây là tô súp gì đó. Súp gì đó không biết là súp gì luôn. Cháo. Nó giống như là sáo cháo á các bạn. Nó không có đậm đà lắm. Có thể chúng ta có thể dùng nĩa ăn. Ăn với bánh nhưng mà đọc chuyện lạ. Ủa chưa ra tôm nữa hả? Chưa. Tính qua đây chôm tôm không chứ tôm. Đừng có chôm, Út ăn rồi. Đừng có chôm nữa. Một cái đúng không? Một cái thôi. Ok. Xe quanh ba ăn quá nhỉ. Được, nhớ đi qua đây. Quá trời ớt này các bạn. Cái này gọi là mực chiên mà nó quấn như vậy làm sao mình biết là mực hay là ớt. Nhìn nè. Y chang miếng mực luôn. Ngon kệ nó thơm khác rồi, bóc cá quất quyền miếng ớt. Nhìn qua thấy cái rau mực ngon quá, bóc cái rau mực ớt lửa. Sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng. Thì GoPro đã hết pin lần thứ nhì. Máy hết pin lần thứ nhì, bây giờ chúng ta sẽ đi về. Cũng đã hết chỗ để đi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay?